Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay anh em nghỉ các bạn ơi. Anh em có kế hoạch nghỉ thì hôm nay tôi sẽ làm video một mình các bạn ơi. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ở trên mặt nước với cái bè này nhé các bạn nhé. Thì đồ đạc tôi chuẩn bị hết rồi các bạn ơi. Chăn, gối. Các bạn ơi, đây là cái lều nhỏ các bạn biết rồi. Đèn pin các thứ các bạn ơi. Đèn pin rất là nhiều, đèn pin luôn các bạn ơi. Này. Đèn pin rất là nhiều là. Rồi. Các bạn ơi. Nước uống đồ ăn à. Thì tôi có cả cái xiên cá với cái cần câu kia rồi. Để xem có xiên được cá với câu được cá không nhá các bạn nhá. Thì để mà thực hiện thử thách 24 giờ dưới đây thì giờ tôi sẽ bắt cái lều nhá các bạn nhá. Bắt cái lều. Bắt cái lều này thì mình chui vào trong đấy thì cho nó đỡ lạnh. Chứ thật sự thời tiết bây giờ ở chỗ tôi rất là lạnh luôn các bạn ơi. Mặc à, một áo này, hai áo này, áo len này, áo giữ nhiệt các bạn ơi. Mặc bốn áo mà vẫn lạnh luôn. Găng tay là đi đâu phải đeo găng tay không, nó rất là giá các bạn ơi. Thì không nói nhiều nữa. Thì bây giờ tôi sẽ mắc cái lều nhỏ này nhá các bạn nhá. Làm một mình ở không gian chật hẹp khó khăn thật các bạn ơi. Rồi, mãi mới mắc được cái lều các bạn ơi. Cái lều này thì nó rất là nhỏ là nhẹ nhá các bạn nhá. Thì gió nó rất là to các bạn ơi. Bốn góc kìa. Bốn góc là tôi đã gia cố hết lại rồi các bạn ơi. Thế này thì chắc là gió cấp 8, cấp 9 thì nó cũng không bay được cái lều của tôi các bạn ơi. Và đây là xung quang cảnh xung quanh cái ao nhà tôi là các bạn ơi. Ao nó rất là to nhưng mà không nuôi rất là ít cá các bạn ạ. Ở trên kia thì có mấy con vịt kìa. Từ lấy tôi quay clip nó cứ kêu e e e. Các bạn mà thấy có tiếng vịt kia kêu thì các bạn thông cảm nhá các bạn nhá. Thì bây giờ tôi sẽ chui vào lều cho nó ấm các bạn này. Chưa ở ngoài rét lắm các bạn này. Đấy. Wow, các bạn này. Chui vào lều thì thật sự thì các bạn này. Cứ nếu ở trong đây thì cứ ăn mới ngủ ở trong đây thì tôi nghĩ chắc là thoải mái luôn các bạn ơi. Nhưng giống như cái clip của Dướng Thử Thách Phong ấy các bạn ơi. 30 ngày ở trên đây. 30 ngày những ngày đầu thì đồ ăn đồ uống nó nhiều. Những ngày sau ít đồ ăn đồ uống nha. Cũng chán đấy các bạn ơi. Để tôi xem mấy giờ rồi nhá các bạn nhá. Thì tôi sẽ thực hiện thử thách 24 giờ ở trên đây. Bây giờ là hình như là 8 giờ, hơn 8 giờ một tí rồi các bạn. À, các bạn ơi, 8 giờ 34, 43 phút các bạn ơi. Thì tôi sẽ thực hiện thử thách nha. Thì tôi thực hiện thử thách 24 giờ khá là nhiều lần rồi các bạn ơi. Thực sự thử thách 24 giờ thì cũng ấy lắm. Cũng khá là đơn giản các bạn ơi. Thử thách tầm 30 ngày hay 10 ngày còn khó khăn nhé. Thực hiện thử thách 24 giờ là cũng khá là đơn giản. Chăn chiếu có, đồ ăn có, chả có gì mà khó hết các bạn ạ. 24 giờ mà chỉ có hộp bánh này với hai chai nước này thôi. Thì tôi sẽ ăn, sáng tôi sẽ ăn một ít. À đây các bạn ơi, tôi xem cái gói bánh này có bao nhiêu cái nhá. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cái bánh này thì bữa sáng là bữa quan trọng nhất. Thì tôi sẽ ăn hai cái các bạn ơi. Bữa trưa tôi ăn một cái và tối tôi ăn hai cái rồi tôi ngủ qua đêm là ok rồi các bạn ơi. Tôi xem bánh này là bánh gì có ngon không nhỉ. Wow, bánh này nó khá là ít, thế này thì đập một miếng là cũng hết bố cái bánh rồi các bạn. Bánh là kiểu mà gì mà vừa ngọt vừa mặn các bạn. Ăn bánh mì khác khó nhốt thật các bạn ơi. Các bạn fan của tôi có content hay có ý tưởng gì các bạn bình luận nhiều ở dưới kênh hộ tôi gái nhé các bạn nhé. Có bình luận nào hay, có content nào hay tôi sẽ làm theo các bạn. Chứ thực sự bây giờ YouTube làm ăn khó khăn các bạn ạ. Cực kỳ là khó khăn luôn.
Các bạn có content gì hay, có bình luận gì hay, có ý tưởng gì hay, các bạn bình luận xuống dưới nhé. Cảm ơn các bạn. Thôi các bạn ơi, bảo ăn hai cái nhưng mà ăn một cái, sáng ra ăn một cái nó xít hết cổ các bạn ơi. Thì sáng tôi này chỉ ăn một cái thôi nhé các bạn nhé. Cứ bao giờ đói thì ăn tiếp các bạn ơi. Làm một hớp nước lọc rồi bây giờ làm hớp nước sôi các bạn ơi. Trời mùa đông giá rét, bình thường là mở cái chai lắp này rất là đơn giản nhé. Mà giờ mở rồi rát hết tay mà nó vẫn chưa ra luôn các bạn ạ. Các bạn là nó giá nó rét đấy. Ok các bạn ơi. Người các bạn là tối hôm qua đi chơi về lại chỉnh video muộn quá, sáng nay lại dậy sớm các bạn ơi. Thì bây giờ tôi sẽ đi làm một giấc nhá các bạn nhá. Làm một giấc xong trưa chiều để dậy thì tôi sẽ tập thể dục rồi đi câu cá này, đi xin cá các thứ nhá các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ ngủ một giấc đây các bạn ơi. Ngủ trong đây lắm luôn các bạn ơi. Trời ngoài thời tiết không biết thế nào nhưng ngủ trong đây giờ mới dậy các bạn ơi, nóng luôn. Vì trong đây tôi mặc mấy áo lại kéo bạt kéo khóa hết là thành nóng luôn các bạn ơi. Để tôi xem mấy giờ nhá các bạn nhá. Các bạn ơi, 12 dưới luôn. Lúc tôi là tầm hơn 9 giờ một tí, giờ 12 dưới luôn các bạn ơi. Thì như các bạn biết rồi đấy, thì thực hiện thử thách 24 giờ ở trên cái mái này thì chỉ có làm, chả có làm gì được các bạn ơi. Chỉ có ngủ rồi các bạn, ngủ mới ăn uống, mới có ra ngoài chơi chơi thì chơi chứ các bạn ơi. Rồi các bạn ơi, giờ tôi sẽ ra ngoài tập thể dục một tí nha các bạn nha. Tập thể dục không là tí câu cá xem có được cá không các bạn ạ. Ra ngoài hôm nay thời tiết đẹp luôn các bạn ạ. Thì nếu mà đứng im ở một chỗ đây thì tôi mới từ trong nhà ra mặc thế này thì cũng không lạnh lắm các bạn ơi. Hình như là dự báo thời tiết là từ chiều nay đến mai là ấm dần lên rồi sao các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, trời rất là đẹp luôn các bạn ơi. Ồ, thì tôi có đem cần câu ra các bạn ơi. Có chuẩn bị cần câu mà tôi không có gì mồi nhỉ các bạn ơi. Không có mồi để câu cá luôn các bạn ơi. Khả năng là tôi sẽ đẩy cái thuyền này vào rìa bờ các bạn ơi. Đẩy cái thuyền này vào rìa bờ rồi bắt con ốc. Bắt con ốc rồi để làm mồi dư giờ bánh mì. Trên đây chỉ có bánh mì thôi. Bánh mì làm mồi khéo nó tơi hết ra chắc không được các bạn ơi. Đúng rồi. Đúng chiến thuật các bạn ơi. Đúng chiến thuật là phải đẩy cái thuyền này vào bờ bắt con ốc để làm mồi nhá các bạn nhá. Câu chán chê không được cá các bạn ơi. Lại vào ăn bánh nhá. Cứ để cần câu đấy, cá nó cắn thì nó sẽ dính ở đấy nhá các bạn nhé. Tôi cột cái cần câu đấy vào rồi các bạn ơi. Chờ ngoài đấy lâu lắm các bạn ơi, cá nó không cắn các bạn ạ. Lại ăn bánh mì và uống nước vá các bạn ạ. Tôi sẽ làm đêm đến chiều chiều, nếu mà chán quá thì tôi sẽ gọi thằng Hiếu lên xem Hiếu nó có làm gì không các bạn ạ. Nếu mà Hiếu mà không làm gì tôi sẽ gọi lên đây để đêm nay nó chơi cùng với tôi nhé các bạn nhé. Thì các bạn biết đấy, hai người mà ở trong cái lều này vẫn ngủ thoải mái. Có hai người thì nó vui hơn các bạn ạ. Chứ một mình thì nó chán lắm. Có 5 cái bánh thì mỗi lần anh tôi sẽ ăn một ấy, một cái các bạn ạ. Vì 24 giờ ở đây nó khá là lâu ấy, nên tôi chỉ ăn mỗi lần ăn một cái một, mới uống một hớp nước ngọt, một hớp nước lọc nha các bạn nha. Quá là đá luôn. Các bạn ơi, ở dưới ao này
Trời rét thế này có cái lùi lẩu hay lùi lướng ăn là cũng hợp lý đấy nhỉ các bạn nhỉ. Các bạn thấy cái ý tưởng mà làm cái lùi lướng hay là lùi lẩu ở dưới ao là ăn khuya tâm sự cùng các bạn có được không? Nếu mà được thì các bạn ok được cái nhá. Được ok được cái thì hôm sau tôi sẽ làm cái thử thách ăn đêm ở dưới ao nhé các bạn nhé. Rồi, bây giờ chắc là tôi ra ngoài tôi hóng mát một tí đây các bạn ạ. À, các bạn này, yeah. Cái bắp chuối xa xa nhỏ nhỏ chỗ tôi chỉ kìa các bạn ạ. Bắp chuối nhỏ nhỏ kia có quả ổi trắng trắng kìa. Rồi bây giờ tôi phải bơi vào đấy tôi thịt nó nhé các bạn nhé. Quả ổi à, nhưng mà không biết có ngọt không các bạn ạ. Nhưng mà dạo này không mưa là khả năng nó ngọt các bạn ạ. Không mưa là khả năng nó ngọt nhé. Này, quả ổi này. Ui, để tôi xem còn cây là còn quả nào nhá. Ngọt thật. Cả cây có một quả duy nhất các bạn ạ. Ngọt hơn. Giờ tôi tiếp tục bơi ra kia để làm cái bi chuối nhé các bạn nhá. Đây là cái hoa chuối này các bạn này. Giờ tôi sẽ ngặt cái này để làm rau xanh các bạn này. Đang thực hiện thử thách đây. Thế các bạn này, bảo bú bình. Bảo bú bình ra đây chơi các bạn này. À bảo ơi, khéo hôm nào anh tạo thử thách cho Bảo. Bảo ở đây được 30 ngày giống như Phong. Là anh cho Bảo 30.000 được không? Lạnh lắm. Lạnh lắm á? Ừ. Bảo có biết cái clip Phong thực hiện thử thách đây 30 ngày không? Rồi. Rồi à? Rồi các bạn ơi, không nói nhiều nữa. Tôi sẽ ngắt cái bi chuối này nhá các bạn nhá. Cái bi này thì không cắn ở đây là không biết chuối Tây hay chuối ta. Có một... chuối Tây chuối ta có một loại thì ăn nó rất là ngọt, nhưng có một loại nó ăn rất là đắng các bạn ơi. Thì hy vọng cái chuối này là ăn nó sẽ ngọt nhé các bạn nhé. À, giờ tôi sẽ bóc cái vỏ ngoài ra. Bóc cái vỏ ngoài ra thì chỉ ăn cái trong thì nó mới không đắng các bạn ạ. À, đây là cái hoa chuối này. Các bạn ở Hà, các bạn nhỏ ở thành phố có biết đây là hoa chuối không? À, thì phải bóc cái ngoài vỏ ngoài này ra. Ăn cái vỏ trong thì nó mới không đắng các bạn ơi. Chứ ăn từ ngoài là nó đắng lắm các bạn ạ. Đấy, cái này mà đi sinh tồn ở ngoài biển hay trên rừng mà không có gì ăn gặp cái bi chuối này là ăn ngọt luôn các bạn ạ. Đấy, bi khá là to nhưng mà bóc ra là gần hết vỏ luôn. Tôi thử ăn nhá. Ui, cái này mà có muối chấm thì là ngon các bạn ơi. Muối chấm... kiểu bột canh ấy. Để tôi xem nào. Ừ. Ngọt các bạn ơi, không chát. Ngọt nhá. Nào, các bạn nhìn đây. Đây là cái bắp chuối à. Không chát thế nào luôn các bạn ạ. Ừ. Ừ. Cái đầu thì không chát các bạn ơi. Cắn vào sâu à, nó có những cái này là nó chát ra á, chát lắm. Thật sự là ăn miếng đầu nó không đắng, là ăn miếng sau nó đắng lắm các bạn ơi. Không ăn nữa các bạn ơi, vứt cho cá. Ở ngoài đây lạnh lắm các bạn ơi. Khéo không có việc gì làm thì lại vào trong lều làm thôi các bạn ơi. Làm giấc không là tối dậy live stream nha. Tối live stream TikTok ở trên cái bè này được đấy. Được không các bạn? Quá được luôn. Thôi thôi các bạn ơi, bye bye các bạn nhé. Tôi đi vào lều tôi nằm đây, chứ ở ngoài rét lắm. Lúc chiều ở tối đến live stream các bạn ơi. Nhưng mà đèn lại hết bố pin các bạn ạ. Đèn tôi đem bao cái đèn ra mà toàn đèn là gần hết pin các bạn ạ. Nó không đủ độ sáng để live stream luôn các bạn ạ. Chán thật. À, các bạn, đêm nay là đêm rằm các bạn ạ. Ngoài trời rằm gần Tết này không sáng lắm các bạn ạ. Đây tôi sẽ
ra xem các bạn nhé, cho các bạn xem ngày rằm. Và hôm nay là rằm tháng 12 các bạn ơi, nhưng mà thật sự là nó cũng tối các bạn ơi, không sáng lắm. Mọi rằm khác nó rất là sáng các bạn ơi, rằm này nó hơi tối các bạn ơi. Rồi các bạn sẽ ra ngoài trời xem nhé các bạn nhé. Các bạn mà thấy video này không hay với không có gì đặc sắc thì các bạn xem tạm nhé các bạn nhé. Căn bản là rét quá anh em nghỉ quay ấy. Lên tôi thử ra trải nghiệm xem thế nào thôi các bạn ạ. Thực sự tôi thì cũng không thấy hay gì hết các bạn ạ. Ra đây là chủ yếu là như là 24 giờ ra đây đọc tâm sự với các bạn thế này thế lọ cái chai thôi các bạn ạ. Chứ thực sự là chả làm gì được các bạn ạ. Câu cá thì cá nó không cắn các bạn ơi, không đem đủ dụng cụ, chỉ ăn mới uống mới ngủ là hết 24 giờ thôi. Rồi lại ăn nữa các bạn ơi. Hai mươi hai giờ tức là 10 giờ rồi thì tôi đã ăn nốt cái này các bạn, ăn nốt cái bánh này rồi là đi ngủ rồi chứ không làm gì khác các bạn ạ. Các bạn tôi ngồi đây thì các bạn thấy im, nhưng thực ra là cái bè nó đang quay vùng quanh các bạn ạ. Tôi có cố định mỏ leo rồi nhưng mà buộc dây thì nó vẫn quay tròn nhé các bạn nhé. Thật sự à, dạo này bí ý tưởng các bạn, quá bí ý tưởng luôn. Các bạn có ý tưởng gì hay các bạn cứ bình luận phía dưới nhé các bạn nhé. Ý tưởng nào hay tôi sẽ thực hiện luôn các bạn. Chứ dạo này anh em nào cũng bí ý tưởng là đa số làm đi làm lại thôi. Thì tầm này là 10 giờ thì hiện tại thì tôi thì thấy không lạnh lắm các bạn ạ. Các bạn mình mặc rất là nhiều áo. Rồi mình lại kéo khóa cái lều này lại. Thì hy vọng buổi đêm nay nó sẽ không có gió to mà nó có không mưa nhá các bạn nhá. Chứ nếu mưa trở lại, xác định mưa trở lại là cái bạt này nó cũng rột. Là lạnh chết luôn các bạn ạ. Thì hy vọng nó không mưa các bạn ạ. Thì tâm sự nói phép với các bạn một tí thế thôi các bạn ạ. Chứ giờ lại không làm gì thì lại chỉ chùm chăn đi ngủ thôi các bạn ơi. Giờ mà ngủ là một mạch là đến sáng rồi các bạn ơi. Coi như là hoàn thành thử thách các bạn ơi. Chỉ sợ đêm tối nó mưa nó rét thì ngại thôi. Chứ nếu mà không mưa rét là coi như hoàn thành thử thách rồi các bạn ơi. Thì bye bye các bạn nhé. Thì chúc các bạn ngủ ngon nhé các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng mai các bạn ơi. Không có gì đặc biệt hết. Các bạn ơi. Đêm ngủ đây lạnh thật các bạn ạ. Tay giá, vừa lạnh vừa giá các bạn ơi. Trời có vẻ hôm nay ấm hơn nhưng mà nó lại giá hơn các bạn ạ. Xem bao nhiêu giờ rồi các bạn ơi. 7 giờ 51 các bạn ơi. Coi như là 8 giờ rồi các bạn ơi. Vậy là tôi đã hoàn thành thử thách 24 giờ ở trên cái bè này nhá các bạn nhá. Một cái clip là không có gì đặc biệt hết các bạn ơi. Chắc là khả năng tôi phải kiếm cái gì đặc biệt mới được các bạn ơi. Thì chắc là tôi sẽ ra tôi khởi động, không là tôi nhảy xuống nước các bạn ơi. Giờ tôi xem thời tiết xem ở đây xem bao nhiêu độ nhá các bạn nhá. Làm sao mà biết xem thời tiết ở bao nhiêu độ nhỉ. Để tôi vào Google tôi bấm thời tiết này. Xem có ra nhé. Thời tiết rồi. Rồi các bạn ơi. À, đây là bè Khê Phú Hòa các bạn ơi. 11 độ C các bạn ơi. 11 độ C nhé các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ ra khởi động. Tôi nhảy xuống. Tôi bơi vào bờ cho nó đẳng sơ cấp các bạn ạ, để cho nó video nó có cái gọi là khác bọt một tí nhá các bạn nhá.
khởi động thật là kín các bạn ơi. Các bạn ơi, mấy con vịt kia là sáng ra chưa cho ăn các bạn ơi. Sáng ra chưa cho ăn, nó kêu cúc còn quạc điếc ấy cả tai. Ngủ đêm ngủ không ngon luôn các bạn ạ. Các bạn mà thấy video này của tôi hay thì các bạn chia sẻ clip cho tôi nhé các bạn nhé. Các bạn mà thích tôi làm cái gì hay các bạn có ý tưởng gì, các bạn bình luận phía dưới luôn nhé các bạn nhé. Trước tiên tôi sẽ khởi động là tôi cởi quần áo các bạn. Cởi quần áo xong rủ cái bè này lên. Tôi sẽ nhảy xuống nước, tôi kéo cái bè này vào bờ nhé các bạn nhé. Tôi để hít đất một lần cho nó bao nhiêu cái nhá. Rộng rộng này. Không được các bạn ơi. Đợt trước hai tập nhiều một phát quá. Một dép có thể lên 50 cái nhưng mà bây giờ lâu không tập các bạn ơi. 17, 18 cái đã hết đất rồi các bạn ơi. Hết sức rồi. Các bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ đủ leo. Leo nha các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ san tô xuống đây các bạn ơi. Lạnh không các bạn? Ờ các bạn ơi. Thôi lần này không đùa nữa, lần này nhảy sang. Các bạn ơi, 11 độ nhảy xuống đây có mà ăn dái à các bạn ơi. Tôi sẽ nhảy bằng bằng cái xào này nhá các bạn nhá. Đấy, tôi đang bơi vào bờ các bạn ơi. Các bạn ơi, cái hôm giờ thực hiện thử thách bơi 1000m đã tí oảng đá. Tí nữa thì gặp đi gặp các cụ rồi. Hôm nay tôi sẽ không thế đâu các bạn ơi. Nói phết cho các bạn thế rồi nhá các bạn nhá. Thì tôi sẽ bơi vào bờ bằng cái xào này. Rồi các bạn ơi, các bạn mà thấy video của tôi hay thì hãy chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn xem video. Bye bye.